Đây là câu chuyện tình yêu ngang trái của Đặng Tuấn, hết với thiên sứ của lòng hắn, chuyện khá là bánh cuốn. Thu mình chỉ giới thiệu thế thôi, mọi người nghe chuyện nếu thấy hay nhớ là dõi và bấm chung đăng ký để nghe và xem sản phẩm mới của shop mình nha. Giá sốc shop hân hạnh tài trợ chương trình này. Hôm nay mình và các bạn câu chuyện ác ma truyền kỳ. Vào khoảng trở lại đây, bỗng nhiên lại xuất hiện ra một kỳ lân vương. Ẩn sâu dưới vỏ bọc ấy là một tên thiếu niên trẻ tuổi tên gọi Đặng Tuấn. Lại là người đứng đầu nhóm ngũ hành kỳ lân. Khi hắn xuất hiện, không ai có thể ngờ rằng hắn chỉ là một đứa tiểu quỷ trẻ nhất trong nhóm nhưng bản lĩnh không hề thua kém ai, và lại càng không thể ngờ tới tên ác ma thiếu niên nổi tiếng năm xưa lại chính là hắn. Nhớ ngày ấy nổi tiếng khắp nơi tên ác ma giết người không chớp mắt, khi ra tay không hề thương tiếc làm người thức hải hồn kinh đến. Một ngày không hiểu vì sao tên ác ma bỗng nhiên biến mất như sương như khói, hòa vào không khí, chẳng ai biết hắn ở phương nào. Câu chuyện đến đây ngỡ như kết thúc, nhưng mọi chuyện trên đời ác lai ác báo đâu dễ dàng buông tha bất kỳ ai, người có thù đương nhiên sẽ đến báo. Kỳ nhìn xem thiên sứ đã tìm đến đòi mạng ngươi để báo thù nhà ác ma ngươi, dù có chạy đằng trời vẫn không thể thoát khỏi vòng nhân quả.